Cá chép anh ơi. Ủa cá chép ăn dế hả? Rồi câu một dế với cá chép bạn ơi. Rồi chào tất cả các bạn luôn các bạn ơi. Buổi chiều hôm nay hai anh em trở lại cái bãi cát đá ở cầu Thanh Hội câu các bạn ơi. Cái bến này lâu lắm rồi mới trở về để câu nè. Chiều hôm nay xin với anh em trở lại câu cầu Thanh Hội nha các bạn. Cầu Thanh Hội chỗ sông Đồng Nai nè, Bình Dương, Cù Lao Thanh Hội thuộc tỉnh Bình Dương. Giờ đang làm cần chuẩn bị quăng xuống các bạn. Đó, xin nắng được một cuộc ngồi rồi nè. Giờ để xin xuống cần trước nha các bạn. Mấy lần trước anh em xuống toàn là đội xô không à. Hôm nay giọng điểm này kéo được dài em cá chép to to coi. Đầu tiên nữa các bạn. Nước này trong chỉ có cá không thôi. Rồi mình mới xuống cần xong hết nha các bạn ơi. Bên kia kìa, mình làm hai cần cám với hai cần mồi dế. Nước đang đứng gồng quá. Nước đứng lớn quá đẹp luôn mà cá không ăn. Có dính gác không ở nhiệt đâu. Cá đang ghẻ. Ngồi hơi cứng. Còn nhiều không? Em lên được con cá đầu tiên các bạn ơi. Cá gì vậy? Cá chép anh ơi. Ủa cá chép ăn dế hả? Rồi câu một dế với cá chép bạn ơi. Chép nhỏ à? Làm luôn. Có nhớ rồi. Năm dế em được con cá chép. Câu một dế cá chép ăn luôn bạn ơi. Nãy giờ cám nữa nè. Lấy gọng gọng. Đó, có một sừng rồi đó. Đây được em chép đầu tiên nha các bạn. Chép ăn ngoài dế luôn à. Cám còn không miếng à. Nãy giờ còn câu mà cám nó cũng chưa ăn nữa. Lắm. Đồ rộng hơi thả vô hồ luôn. Nãy giờ mới ăn được em đó. Rút lại coi, rút lại anh rộng quá. Rồi. Xuống tiếp. Có nướng dế, có nướng ngon ăn vậy? Không anh, dế sống luôn á. Cần này mới giật các bạn ơi. Cá nhỏ ghẻ. Nó giật giật không ha, nào nó lúc nó miết cái đọt cái là mới dính chắc.
cái nước gồng cá trong kinh nó ra. Bà ơi, không một máy nữa, không biết dính cá gì đây, chắc rảnh quá. Dính rồi đó, đợt này giật miết miết rồi đó. Cá nhỏ. Có dính á, giờ lôi mạnh rồi, cá nhỏ. Cá gì đây? Ủa, kì vậy? Không dính đâu bạn. Nó ghẻ tươi còn mọi vô. Cần đó ăn hả? Kiếm em cá chép nữa rồi, bự bự rồi. Hết mồi. Hôm nay câu xong lại đội xô nữa cả nhà ơi. Giờ cũng chiều tối rồi, hai anh em cũng cần về thôi. Được con em cá chép nhỏ xíu à. Cá không ăn uống gì hết. Rồi giờ anh em cũng cần về thôi các bạn ơi. Được con em có chép nhỏ rộng chứ. Cũng chiều gần tối rồi. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.